Mấy người Michael đến công viên đã hẹn, tách ra quan sát ở các góc khác nhau đợi Gretchen đến. Thế nhưng lúc đó Gretchen đã đến nhà em gái. Cô ta vì sự an toàn của con gái và em mình, không dám hành động, trực tiếp giao ra vũ khí và điện thoại của mình. Joseph nói rằng để Gretchen giúp mình tìm nguồn mua mới, rồi tìm nhật ký gọi điện với Michael trong điện thoại. Hắn dùng người nhà của Gretchen để uy hiếp nói ra công viên mà cô ta muốn gặp Michael. Beckel liền báo địa chỉ cho Cục An ninh Quốc gia. Michael trong công viên gọi điện cho cục trưởng, nói rằng mình sẽ giao Sila và Joseph cho ông ta, hy vọng có thể đổi lấy tự do. Chưa đợi cục trưởng nói, trong điện thoại vang lên tiếng còi báo động chói tai. Michael cũng nhìn thấy xe cứu hỏa đang chạy qua trước mặt, đoán ra đã trúng kế, mau chóng thông báo cho những người khác rút lui. Một nhóm đặc vụ đuổi theo Michael. May mà Lincoln đến kịp thời, anh ta thay Michael ngăn cản truy binh. Những người còn lại tụ họp cùng nhau. Michael gọi điện cho Gretchen, tưởng rằng cô ta bán đứng mình. Gretchen không nói gì, trực tiếp đưa điện thoại cho Joseph. Joseph nói rằng Michael rất thông minh, nhưng anh ta thông minh hơn Michael một chút. Sau đó hắn cướp điện thoại, dẫn theo Gretchen đi tìm người mua Sila, để Beckel ở lại một mình canh giữ ngôi nhà. Lincoln bị dẫn đến nhà kho. Tham nghị viên và cục trưởng đã biết bộ mặt thật của Joseph, phát hiện thân phận mới của anh ta và vé máy bay đi Mexico. Nghị viên thành khẩn xin lỗi Lincoln và hy vọng nhóm Michael có thể cung cấp chứng cứ để đổi lấy quyền được miễn tội cho tất cả. Nếu không thể cung cấp bằng chứng, Cục An ninh Quốc gia sẽ phải che đậy tin tức xấu này. Nửa đời sau của bọn họ đều phải trôi qua trong tù hoặc là chạy trốn. Lincoln không có chủ kiến, chỉ có thể gọi điện thoại nói cho Michael biết tình hình. Sau khi Michael suy nghĩ xong, quyết định đi gặp tham nghị viên. Địa điểm cuộc gặp bí mật viết trên tờ giấy đưa cho Sucre, bảo mấy người ở gần đó trợ giúp. Nhưng bọn họ đến địa điểm trên tờ giấy mới biết đây chỉ là một trạm xe đường dài. Mahon nói với hai người, Michael muốn mọi người rời khỏi thành phố này, đợi mọi chuyện an toàn thì quay lại. Mahon nói xong liền rời đi trước, đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hai người còn lại ngồi trong nhà ga, không biết mình rốt cuộc nên làm gì. Michael một mình đến căn cứ bí mật gặp nghị viên và cục trưởng, nói ra mọi chuyện đã trải qua. Hai vị lãnh đạo đứng bên ngoài nhà kho thương lượng, không ngờ Joseph đã làm ra chuyện này. Hai người bọn họ chưa bao giờ thông qua quốc hội đồng ý, liền tự ý phê chuẩn hành động sẽ bị phạt 15 năm tù, trừ khi có thể bắt được Joseph hoặc giải quyết toàn bộ những người biết chuyện, dệt cỏ tận gốc. Sau khi quay về nhà kho, lãnh đạo bảo tất cả thành viên nhóm Michael quay về căn cứ bí mật. Michael từ chối, cục trưởng rút súng nhắm vào anh ta, nếu không phối hợp sẽ bị bắn. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, cục trưởng ngã ngay xuống đất. Người bắn súng lại là đặc vụ mà đại tướng cử đến, đại tướng muốn gặp bọn họ. Ở bên khác, nhóm Sucre lại không hề chọn rời đi, mà quay lại căn cứ bí mật. Sucre xâm nhập vào trong căn cứ, lấy ra khẩu súng đã giấu kỹ từ lâu. Nhân lúc đặc vụ dẫn Michael đi, dùng súng nhắm vào đầu hắn. Lincoln cướp lấy súng, không nói lời nào nổ súng giải quyết anh ta, nhắm chuẩn vào nghị viên còn sống. Nghị viên nói trên bàn có một tập tài liệu, sau khi hủy nó, không ai biết chuyện này. Ông nói rằng trong nhà vẫn còn vợ con đang đợi ông ta, cầu xin Michael thả mình. Lincoln vừa muốn nổ súng, liền bị Michael ngăn lại. Mềm lòng là ưu thế của Michael, cũng là nhược điểm lớn nhất của anh ta. Gretchen và Joseph đã tìm được người mua mới, mang Sila qua xét duyệt. 10 phút sau, người mua trả lại Sila, nói với Joseph Sila này không hoàn chỉnh, thiếu một bộ phận quan trọng. Hóa ra Michael đã giấu linh kiện này từ lâu, chính là để ứng phó tình huống đặc biệt, không ngờ rằng thật sự có tác dụng. Điện thoại của Michael vang lên, quả nhiên là Joseph gọi đến, muốn lấy lại đồ của mình. Đến đây mà lấy, Michael chuẩn bị gặp mặt Joseph, Sucre chuẩn bị một thanh sắt. Đột nhiên một quả đạn khói bị ném vào nhà kho, tất cả mọi người đều mau chóng ra ngoài. Vừa mới mở cửa, vô số đạn bắn lên cửa, Michael đành quay lại nhà kho. Joseph gọi điện tới, bảo Michael mau chóng giao ra linh kiện Sila, nếu không mọi người đều chết ngạt, sau đó là lễ rử tội bằng đạn. Nói xong, hắn lại bắn một số đạn khói vào bên trong. Nhóm Michael không thể kiên trì được nữa, một khẩu súng nhắm thẳng vào đầu Joseph, tiếp theo là cú đấm liên tiếp vào anh ta, áp giải anh ta vào nhà kho, uy hiếp anh ta nói ra tung tích của Sila. Sucre ôm khiên chắn rời khỏi tầng 2, đột nhiên lại một phát đạn, chính là Gretchen đuổi đến. Joseph nói rằng mình đã bán mạng cho nước Mỹ 17 năm, một đồng xu cuối cùng cũng không nhận được. Sila trong tay có thể bán ra đến 9 con số, đủ cho tất cả mọi người ở đây tiêu cả đời. Hơn nữa người mua cũng sẽ lật đổ công ty, một phát trúng hai đích. Michael cười rồi lại cười, nói rằng muốn gặp mặt người mua. Sau khi Joseph đồng ý, cùng Gretchen rời khỏi nhà kho. Bọn họ không biết rằng Michael đã sắp xếp Sucre từ lâu. Sucre trốn trong cốp xe của Joseph, bảo anh ta tìm nơi ẩn nấp của Joseph. Joseph cũng đã chuẩn bị, chính là đạn khói anh ta ném vào trong nhà kho lắp đặt camera tiên tiến, cũng có thể giám sát mọi hành động của Michael. Beckel ở bên này, trong cuộc nói chuyện biết được cô bé gái không biết Gretchen là mẹ của mình. Beckel hỏi cha đứa bé là ai. Đáng tiếc, em gái của Gretchen lại không biết. Beckel lấy bức ảnh của cô bé lúc nhỏ vuốt nhẹ, em gái lo lắng nói với Beckel, đừng động vào đứa bé, có chuyện gì thì nhầm vào tôi.
Begel tức giận, cô gọi tôi là loại người gì? Chúng tôi đều là tù nhân. Mấy ngày trước, tôi còn là người bán hàng tốt nhất đất nước, làm việc trong văn phòng lớn, kiểm tra email, gửi bức ảnh này đi, bây giờ lại trở thành tội phạm. Có lẽ Begel cũng muốn có một cuộc sống bình yên. Người đàn ông này đang trốn trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Sau khi không nghe thấy âm thanh gì nữa, anh mở cốp xe bỏ ra. Anh ta đã trốn trong này mấy tiếng là để xác nhận nơi ẩn nấp của Jonsel. Vô tình nhìn thấy đạn khói trong xe, nghĩ đến một kế hay. Sucre dùng băng dính keo quấn chặt đường ống nước, cho tay vào trong hộp lấy đạn khói nhét vào đường ống nước, xịt keo vút tóc vào phần dưới, vặn chặt nắp. Michael tháo ốc vít trên cầu thang chữa cháy, cứ vặn rồi chảy máu mũi. Anh ta bây giờ đã không thể chăm sóc bản thân, dùng tay lau đi rồi từ đường ống leo xuống. Trong khách sạn, bọn phản bội đang thương lượng cách kiếm 125 triệu đô. Đột nhiên điện thoại vang lên, Lễ Tân nói với hai người vừa nãy có người nghe ngóng số phòng của bọn họ. Hai người có tật giật mình. Gretchen cầm súng ra ngoài kiểm tra. Đi xuống cầu thang tầng dưới, một chân hất tên ăn mày. Ai biết được tên ăn mày lại bổ nhào vào cô ta, đánh cô ta điên cuồng, liên tiếp đánh vào bụng cô ta. Ở bên khác, Jonsel ở lại phòng canh giữ Sila. Đạn khói của Lincoln đã nhắm chuẩn vào anh ta, bắn một phát vào trong phòng. Jonsel cầm lấy súng mang theo Sila ra ngoài. Nhìn thấy hai người đang trong trận chiến kịch liệt, quay người tìm đường khác. Hai người đã đánh không thể chấm dứt, đều bị thương không nhẹ. Sucre bắt đầu chiếm thế thượng phong. Gretchen tiếp tục công kích vào vết thương của Sucre, cầm lấy súng muốn tiêu diệt anh ta. Sarah ở phía sau đẩy cô ta xuống cầu thang. Jonsel mang theo Sila đi lối cầu thang chữa cháy, nhưng chỗ này đã bị Michael giở trò dơ. Jonsel nhăm hiểu ngã xuống theo khe trượt. Michael đánh cho anh ta một đấm, cướp lấy Sila. Nhưng đang chạy thì cơn đau đầu lại phát tác, máu mũi chảy ra. Cho dù ý chí mạnh mẽ thế nào, cũng không chịu được cơ thể của mình. Anh bám lấy lan can ngã ngồi xuống đất, ngất ngay trên đường. Gretchen từ cầu thang chạy ra ngoài, bắn một phát đón đầu người đang tới. Đặc vụ của công ty cũng đuổi đến, đưa trang bị cho Gretchen, cướp xe trong mưa bom bão đạn. Sau đó, Jonsel cướp lại Sila, rút súng ra nhắm chuẩn Michael. Đặc vụ công ty bắn một phát vào bên tay anh ta. Gretchen lái đâm vào cứu Jonsel rời đi. Michael ngã trên đất, đặc vụ trong công ty được phân công đưa lên xe. Lincoln muốn cứu cũng chỉ có thể đứng nhìn. Sucre mau chóng vào phòng, phát hiện cảnh tượng trong máy tính trên bàn, chính là căn cứ bí mật. Đoán được linh kiện quan trọng được Michael giấu đi bị phát hiện, mau chóng muốn trở lại căn cứ. Đáng tiếc, Jonsel đã đến, đi vào nhà vệ sinh lấy ra con chip quan trọng trên trần, lắp vào Sila. Gretchen ở đằng sau nổi lên ý đồ, muốn bắn một phát kết liễu anh ta. Nhưng con gái của cô ta vẫn đang trong tay đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta rời đi. Ở bên khác, Michael bị công ty bắt đi đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho anh ta, đưa vào máy móc công nghệ cao để kiểm tra toàn thân. Trên đầu dán đầy những chip, bác sĩ nhận nhiệm vụ mơ hồ cắt xé. Begel bên này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Người đàn ông ngoài cửa nói mình bán kinh thánh góp khoản từ thiện cho nhà thờ. Begel vừa nhìn chiếc nhẫn trên tay người đàn ông, đánh một đấm khiến anh ta ngã xuống. Trói người đàn ông trên ghế, thẩm vấn ông là do ai cử đến. Người đàn ông vẫn nói mình là mục sư của giáo hội. Em gái của Gretchen cũng giải thích hộ anh ta. Begel cầm chiếc nhẫn của người đàn ông, bên trên viết là tốt nghiệp trường quân đội năm 98. Hắn dùng súng chĩa vào đầu ông ta uy hiếp nói ra sự thật. Người đàn ông lo lắng hét to, đây là di vật của em trai, nó đã chết trên chiến trường năm ngoái. Begel do dự gọi điện hỏi ý kiến của Jonsel. Nhận được đáp án là mau chóng xử lý, tránh đêm dài lắm mộng. Begel phủ một lớp ni lông lên thảm, đặt người đàn ông nằm xuống, cầm súng nhắm vào anh ta. Nhìn thấy cây thánh giá trên cổ người đàn ông thì sững sờ. Người phụ nữ khuyên anh ta, người bán hàng có huy chương vàng sẽ không giết người. Nếu anh bây giờ nổ súng, còn lại chỉ là Begel vô cùng độc ác kia. Begel nhìn đứa bé ngây thơ, vẫn cầm súng nhắm vào người đàn ông dưới đất, niệm cho anh ra một đoạn mà người cha thường hay đọc trong kinh thánh lúc còn nhỏ cho anh ta nghe. Không ngờ người đàn ông lại trả lời trôi chảy. Begel cười, thời khắc này anh ta như được giải thoát. Hắn ném vũ khí trong tay xuống, hô to bảo người phụ nữ dắt đứa bé rời đi, rời khỏi đây càng xa càng tốt và cầm súng của mình đi. Sau khi người phụ nữ đi, Begel lấy con dao cắt đứt sợi dây trói, ý bảo anh ta rời khỏi đây. Người đàn ông đứng dậy, đấm cho Begel hai cú, kẹp chặt cổ anh ta, lát sau liền mất đi ý thức. Begel luôn linh cảm không hề sai, người này chính là sát thủ mà công ty phái tới. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.